Alo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Đây các bạn, hôm nay thì Sóc Trăng của Thành mưa dầm, bữa nay là 3 ngày liên tiếp rồi các bạn. Và chiều hôm nay thì mới sửng nắng một chút xíu. Thành ra là anh em nhà Thành Sóc Trăng phải tranh thủ thay những cái hồ cá beta của anh em nhà Thành Sóc Trăng. Bởi vì đậy dù kỹ cách mấy đi nữa các bạn, đậy nắp thùng thì nước mưa vẫn vô. Thì nước mưa vô á là nó ảnh hưởng đến cá rất là nhiều các bạn. Như những clip trước thì anh em nhà Thành Sóc Trăng đã chia sẻ đó các bạn đó. Nó làm cho cá của chúng ta bỏ ăn và có hiện tượng lờ đờ nhảy lên khỏi thành hồ này nè các bạn. Đó, nhảy lên khỏi thành hồ này nè, đó là cái hiện tượng nước vô, nó bị bể đáy các bạn nha. Và trước mặt các bạn đây là cái cách xử lý của anh em nhà Thành Sóc Trăng. Thì nhân tiện thì thay nước thì anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ si phong đáy. Cái thuật ngữ si phong, si phong là thuật ngữ trong cái nuôi trồng thủy sản đó các bạn. Si phong là mình hút cặn ở đáy ra, gọi là si phong. Thì anh em nhà Thành Sóc Trăng đang làm đây. Đây, trực quan cho tất cả các bạn xem. Ha. Thì chúng ta cần có một cái ống hút to và chúng ta gà xuống làm đáy của hồ á, chúng ta hút những cái cặn bã của trong cái đáy hồ ra trong quá trình nuôi đó. Thì thường si phong những cái hồ là từ ra tháng thôi các bạn nha. Còn những cái hồ cá mà chưa ra tháng thì chúng ta không nên. Bởi vì cái lượng thức ăn đối với những cái em beta mà chưa ra tháng đó thì nó ít và cái chất thải nó không có nhiều. Đó. Thì ở đây thì chúng ta nên để một cái gỗ chúng ta hứng các bạn nha. Si phong thì chắc chắn sẽ có cá beta con nó chạy ra ngoài và chúng ta để cái gỗ chúng ta hứng lại và chúng ta lọc lại tránh thất thoát các bạn. Đó. Thì đó là cái si phong các bạn nha. Đây cái hồ này thì anh em nhà Thành Sóc Trăng vừa mới si phong xong đây các bạn. Nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Cái đáy nó rất là sạch. Sạch dơ luôn. Thì quay lại vấn đề khi mà chúng ta nuôi cá beta ở ngoài trời như thế này cũng như anh em nhà Thành Sóc Trăng không có mái che. Thì điều tất nhiên là chúng ta cần phải đậy nắp thùng các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đây tất tần đặt những cái hồ cá mà anh đang đậy nắp thùng. Tuy nhiên với cái lượng mưa dầm hổm gài thì tại Sóc Trăng của anh em nhà Thành Sóc Trăng thì chắc chắn một điều này, nước mưa sẽ vô các bạn. Ở đây thì chưa có hiện tượng bể đáy, tuy nhiên anh em nhà Thành Sóc Trăng kỹ sẽ hút ra trước các bạn, sẽ hút ra 30% trước để thay nước vô 30% bù lại các bạn nha. Đó. Thì khi mà trời mưa đó các bạn, nếu mà các bạn nào mới tập chơi beta thì vào mùa mưa thì trong cái hồ chúng ta lúc nào cũng phải có một cái ống thoát tràn này các bạn. Đây, cái ống này là cái ống thoát tràn này các bạn ha. Khi mà nước mưa, giả sử như nước mưa nó vào đây nửa đêm khoảng 1-2 giờ sáng thì làm sao chúng ta ra chúng ta xử lý được các bạn. Phải có một cái ống thoát tràn các bạn nha. Đó, nước chảy vào đây và nước sẽ ra vào đây không tràn, để cho cá của chúng ta không nhảy ra ngoài, tránh thất thoát các bạn. Đó, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà trời mưa các bạn nha. Đó. Thì chiều nay anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ tháo hết nước ha, tháo hết nước của những cái hồ cá beta của anh em nhà Thành Sóc Trăng hiện có để thay 30% và chăm nước mới vô 30% ha, để giảm thiểu cái rủi ro các bạn nha. Không biết các tỉnh khác là như thế nào, riêng ở Sóc Trăng của anh em nhà Thành Sóc Trăng á thì 3 ngày nay mưa liên tiếp các bạn, không ra ngoài được luôn. Xếp cá cho anh em thì cũng phải đình lại luôn. Hiện tại thì anh em có lên một clip trợ giá cho anh em chơi đó, 190k đồng giá. Thì clip đó thì cũng có một số anh em đã đặt hàng rồi nhưng mà chưa có giao được các bạn nha. Một số giao trước đó thì đã giao được rồi, còn một số thì chưa, do mưa quá các bạn cũng thông cảm. Thì anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ cố gắng và gửi đi đơn sớm nhất cho mình các bạn nha. Còn đây là những cái hồ cá chuẩn bị thay nước đây các bạn đó. Nước mưa thì vào anh nghĩ là số lượng cũng không có nhiều đâu đó, nước nó còn chưa đục mà các bạn. Tuy nhiên để kỹ lưỡng một chút xíu thì do cái tình hình mưa bão này thì phải thay các bạn nha. Các bạn nhìn thấy không, cái đáy nó dơ đó. Đây là những cái hồ cá, toàn bộ là hồ cá ra tháng hết rồi các bạn nha, tháng mấy hết rồi đó. Nước đáy nó dơ như thế này thì chúng ta cần phải hút đáy bỏ, si phong bỏ. Đây hồ này có hiện tượng này các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, đây là hàm cá nè, bây giờ nó lội dựng lên nè, nó lội đứng lên, nó không có theo đi bình thường nè các bạn thấy con cá nào không? Thì đó là cái hiện tượng các bạn nha. Đây em này cũng như là bỏ nè các bạn. Thành chắc đảm bảo với tất cả một đứa bạn rằng là khi mà trời mưa chúng ta không có xử lý kịp thời đó thì 100% là sẽ ảnh hưởng đến mặt số các bạn nha. Thấy gì chứ cực lắm các bạn,
thay hết trơn nguyên cái dàn hồ này, cực dữ trời lắm các bạn ơi. Hiện tại thì anh em nhà Thanh cái chăn cá thì cũng chưa có lớn đâu, một tháng mấy, hai tháng mấy, ba tháng mấy có à, chỉ có một số bầy lớn này chuẩn bị mở bán cho tất cả các bạn đây. Thì hôm ngày có một số anh em hỏi về cá bầy rồi, thì đợi thẳng thêm một tuần nữa anh em sẽ mở bán một số bầy cho tất cả các bạn. Nếu mà các bạn đang quan tâm về cá bầy thì hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những clip mới nhất mà anh em nhà Thanh Sóc Trăng update lên cho mình các bạn nhé. Cái bầy này thấy gì chứ bị nước mưa nặng lắm anh ơi. À, cá này nhảy lên ép nè, hao nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, cá hao nè, rất là căng các bạn nha. Để thay nước, thay xem tình hình những cái bầy cá này như thế nào, còn phải đánh thuốc nữa các bạn. Đối với cái tình trạng mà cá nó bỏ ăn, nó nhảy lên mép thành hồ và nó chết đó, thì thầy anh có chia sẻ cho tất cả các bạn cái cách thức điều trị và cái loại thuốc điều trị mua ở đâu cũng có, rất là rẻ tiền, tại tiệm thuốc Tây. Thì cái clip đó thì thầy anh cũng đã đăng trên kênh YouTube rồi. Nếu mà các bạn nào đang quan tâm thì các bạn lên đó các bạn xem giúp cho thầy anh các bạn nhé. Rất là rẻ, mua ở đâu cũng có, và cái liều dùng và cái cách thức dùng thì thầy anh cũng chia sẻ trên đó rồi các bạn. Để mà tạo ra một cái bầy cá mà nuôi tới một tháng cỡ này rồi đó, thì nếu mà thời tiết thuận lợi đó thì nó không sao, nhưng mà mưa dập đó, thì bắt buộc chúng ta phải xử lý các bạn. Rất là căng chứ không phải là đơn giản đâu các bạn nha. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay.